Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến hoặc là quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Như em có thể biết thì dòng sản phẩm Radeon RX 5700 XT đã được AMD ra mắt trong một khoảng thời gian. Và ngay bên cạnh mình đây là phiên bản custom lại đến từ Gigabyte có tên mã Gigabyte Gaming OC 8G Radeon RX 5700 XT. Video này sẽ không dừng lại ở mở hộp hay là trên tay sản phẩm mà sẽ là mở hàng sản phẩm để xem cấu tạo bên trong có những gì. Và cùng mình tìm hiểu xem cấu tạo của chiếc card đồ họa này như thế nào nhé. Như anh có thể thấy ở đây thì đây là toàn bộ các linh kiện sau khi mình mở chiếc RX 5700 XT. Quá trình mở mình gặp hơi nhiều khó khăn một chút cho nên mình sẽ không đưa lên video. Đầu tiên thì mình sẽ cầm lên bảng mạch. Chính giữa ở đây chính là nhân đồ họa của chiếc RX 5700 XT. Xung quanh đây thì có 8 chip nhớ tương đương với 8GB GDDR6. Theo mình thấy được nữa thì được đến từ Micron. Về cổng cấp nguồn thì chiếc RX 5700 XT đến từ Giga sẽ sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin và 6 pin tiêu chuẩn so với AMD đề ra. Cùng với đó là dàn tụ điện VRM và phây điện cực kỳ chất lượng đến từ Nhật Bản và Đài Loan, sẽ cung cấp một lượng điện năng dồi dào và sạch nhất khi chiếc card này ăn tối đa vào đạt khoảng 242W. Mà tại sao cần phải nguồn năng lượng nhiều và sạch và dồi dào? Thì đương nhiên rồi, khi một lượng điện năng tiêu thụ lớn như vậy cung cấp vào cho chiếc nhân đồ họa này thì sẽ đảm bảo được hiệu năng đạt ở mức tối đa. Khi xảy ra tình trạng bị thiếu điện thì hiệu năng sụt giảm. Và cái thứ hai, nếu mà các tụ này không chất lượng này thì độ bền các chip nhớ cũng như nhân đồ họa này sẽ bị suy giảm cực kỳ nặng nề. Và mình sẽ chỉ nói những cái cơ bản nhất thôi, chuyên sâu về mình sẽ không nói thêm để tránh video dài và gây khó hiểu dành cho anh em. Tiếp theo sẽ là phần heat sink. Không biết anh em thấy sao chứ mình sẽ đánh giá là nó không quá dày mà nó cũng không quá mỏng, nó là vừa đủ. Tại sao lại vừa đủ? Thì tất nhiên phải có lý do thì mới nói vậy được. Anh em nhìn thấy tấm này đây không? Tấm này tất nhiên nó sẽ không hoạt động lẻ loi rồi. Đây, nó sẽ lắp vào đây này. Tấm này sẽ có nhiệm vụ tản nhiệt cho phần chip nhớ GDDR6 ở trên đây. Đây, nằm đây này. Đây sẽ là phần tản nhiệt cho phần khu vực VRM, đây là phần tản nhiệt cho phây điện. Tại sao phải làm lẻ ra như này mà không ốp thẳng cái phần heat sink này xuống thẳng các khu vực đấy? Thì đương nhiên rồi, các khu vực đấy như này, phần phây điện VRM nó hoàn toàn không hề bằng phẳng, bề mặt không hề bằng phẳng. Và khi anh em ốp như vậy lên thì hiệu quả tản nhiệt sẽ không đáng là bao cả. Ngược lại, khi dùng các miếng thermal pad này thì diện tích tản nhiệt sẽ được tăng lên, khi đó hiệu quả tản nhiệt cũng sẽ cao lên và nó sẽ mát mẻ hơn, hoạt động sẽ hiệu quả hơn. Anh em có thể đếm ở đây này, nhìn này, 1, 2, 3, 4, 4 ống đồng. Và mình sẽ đếm ở đây, 1, 2, 3, 4, 5. Tại sao ở giữa là 5 mà ở bên ngoài lại là 4? Thế đi đâu mất 1 ống đồng rồi? Đây, ống đồng thứ 5 nằm ở đây. Anh em có thể nhìn theo hướng đi của mình. Và tại sao lại có 1 ống đồng ở đây? Thì đây là nơi tiếp xúc nhiều nhất với khu vực GPU, cũng là nơi tỏa nhiều nhiệt nhất. Và nhiều ống đồng thì đương nhiên nó sẽ mát hơn rồi. Còn một điểm khá là đặc biệt ở phần heat sink này, đó là các ống đồng ở đây thì dường như Gigabyte đã phủ lên một lớp kim loại thì để tăng diện tích tiếp xúc giữa các ống đồng và các lõi nhôm, qua đó thì hiệu quả tản nhiệt sẽ tăng lên. Về lý thuyết là vậy, còn về thực tế thì tí mình sẽ test cho anh em để biết xem hiệu quả thực tế nó sẽ như thế nào. Có một điều mình muốn chia sẻ với anh em là ở một vài hãng, miếng backplate chỉ có tận duy nhất là làm đẹp và hết, không hề có khả năng tản nhiệt. Tuy nhiên với sản phẩm của Gigabyte lại khác. Thì khác như thế nào? Nói có sách thì phải mách phải có chứng. Thì đương nhiên thì miếng backplate này sẽ làm bằng kim loại rồi. Và trên đây này có 1, 2, 3, 4 miếng thermal pad. Các miếng thermal pad này để làm gì? Đương nhiên nó có tác dụng của nó chứ. Lý do khi Gigabyte làm vậy vì đằng sau phần chip nhớ và nhân GPU vẫn còn các tụ, và việc dán lên như thế sẽ giúp giảm nhiệt độ đi đáng kể. Đương nhiên khi nhiệt độ giảm thì độ bền cũng sẽ tăng lên. Mặc dù đây chỉ là sản phẩm tầm trung thôi, tuy nhiên mình thấy hãng cũng đã khá chăm chút cho sản phẩm của mình. Heat sink tốt như vậy, backplate tốt như vậy, quạt cũng phải tốt như vậy. Đây chính là mảnh ghép cuối cùng cho mẫu card đồ họa này. Thì Gigabyte gọi công nghệ của họ là công nghệ WinForge. Vậy thì WinForge của Gigabyte là gì? Như anh có thể thấy ở đây, hai quạt hai bên quay cùng chiều, quạt ở giữa quay ngược chiều. Vậy thì quay ngược chiều có điểm gì đặc biệt? Cái này mình sẽ cần vỏ hộp đến từ chiếc card đồ họa này để chỉ cho anh em thấy một cách rõ ràng hơn. Đây là vỏ hộp đến từ chiếc RX 5700 XT. Đấy, như anh em có thể thấy ở đây. Vậy thì đây chính là công nghệ WinForge. Công nghệ WinForge này có điểm đặc biệt thì khi có một cánh quạt ở giữa quay ngược chiều thì sẽ giúp luồng gió nóng ấy sẽ bị thổi ra hai bên này. Từ đó thì hiệu quả tản nhiệt cũng tăng cao. Thay vì ba quạt cùng chiều thì lượng khí nóng sẽ đổi dồn về một bên. Khi đấy khu vực đó sẽ rất là nóng và hiệu quả tản nhiệt sẽ giảm đi rất là nhiều. Đây là một điểm khá là hay. Công nghệ mặc dù trông rất là bình thường thôi nhưng mà hiệu quả rất là cao. Ok, mình đã lắp lại ở đây. Phần lắp lại với phần mở ra nó cũng khó như nhau vậy, cho nên mình sẽ không đưa lên video đâu. Anh em thấy sao về sản phẩm này? Có xứng đáng để anh em lựa chọn không? Đừng quên là ý kiến ở mục comment của video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.